Quân đội Ấn Độ cho biết đã có ít nhất 2 binh lính và 1 dân thường thiệt mạng, trong khi 3 người khác bị thương khi phía Pakistan nã pháo nhằm vào huyện đồi núi Kupwara. New Delhi cho biết đấu súng đã xảy ra liên tục từ hôm 5 tháng 8, buộc Ấn Độ nã pháo đáp trả nhằm vào một số địa điểm ở bên kia biên giới. Về phần mình, Pakistan cũng đổ lỗi Ấn Độ gây ra cái chết cho dân thường. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết 6 người đã thiệt mạng và một vài người khác bị thương gần ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir. Ngoài ra, Islamabad cũng xác nhận có thêm 1 binh lính thiệt mạng. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau khi New Delhi thực thi sắc lệnh hủy bỏ quy chế trao quyền tự trị đặc biệt cho vùng Kashmir thuộc bên phía Ấn Độ kiểm soát từ hôm 5 tháng 8, đồng thời áp dụng toàn bộ hiến pháp Ấn Độ đối với khu vực này. Pakistan phản đối mạnh mẽ quyết định trên, hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đình chỉ các hoạt động thương mại song phương và đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc.